Thưa quý vị, hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải có nhiệm vụ cung cấp nước tưới cho 130.000 ha, tiêu úng cho 185.000 ha đất canh tác thuộc các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh và một phần của Hà Nội. Đồng thời cung cấp nước sử dụng cho nhiều mục đích khác như là cấp nước sinh hoạt, công nghiệp, sản xuất các làng nghề mà hệ thống thủy lợi đi ngang qua. Hiện nay, hệ thống đại thủy nông Bắc Hưng Hải qua địa bàn Hưng Yên ngày càng trở nên ô nhiễm nghiêm trọng do phải hứng chịu nguồn nước chưa qua xử lý từ các nhà máy, xí nghiệp, nên nguồn nước trên sông Bắc Hưng Hải đang bị bức tử, không còn khả năng để phục vụ sản xuất. Đi theo dòng nước từ công trình cống Xuân Quan về cống Tân Cầu Lục Điền, ta có thể thấy rõ những gì mà dòng sông đang phải gánh chịu. Qua cảm quan, cũng có thể thấy tại nhiều đoạn nước sông bị chuyển sang màu đen, có mùi hôi thối. Mùi hôi thối này từ dòng nước lan cả vào khu dân cư lân cận. Hàng chục năm nay, những hộ dân sống dọc hai bên bờ sông luôn phải sống trong cảnh ô nhiễm trầm trọng. Đặc biệt, những ngày trời nóng, mùi hôi thối từ dòng sông bốc lên ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân nơi đây. Ảnh hưởng là nước đây này. Như chị thấy là nước nó đen xì mà nó lồng lên những cái mùi hôi thối. Rồi là nó đen một cái cách là nó rất là nghiêm trọng, nó đặc sánh vào cơ. Chứ không phải là nó ô nhiễm nó bình thường. Mà phải nói là đây, chị nhìn thấy đen chỉ hết vào như này. Đấy con cá tôi khẳng định là không sống được. Đấy. Cái nguồn ô nhiễm này tôi nghĩ là nó rất là nghiêm trọng. Là như trước đây thì dòng sông nó rất trong xanh mà sạch sẽ. Dù là người dân từ trước đến nay là như là trước ấy là người dân ở hai bên bờ sông người ta họ vẫn tắm giặt rồi là vẫn ăn nước được nước sông, nhưng mà mấy 3-4 năm gần đây là tự nhiên nước sông là đổi màu sang màu đen mà cái mùi hôi thối nồng nặc lên hai bên bờ sông là dân tỉnh nghe ngửi các cái mùi này khó chịu lắm, không thể nào là chịu được. Người dân các huyện Văn Giang, Mỹ Hào, Yên Mỹ còn cho biết do nguồn nước ô nhiễm nặng nên những năm gần đây, sông Bắc Hưng Hải không còn khả năng phục vụ sản xuất nông nghiệp và luôn trong tình trạng tiêu không được, tưới cũng không xong. Bởi nước chảy đến đâu thì cây trồng và các loại thủy cầm, thủy sản chết nổi ở đó. Sông này nó phục vụ chính là cho gọi là tưới tiêu của sông Bắc Hưng Hải nên là đồng lúa. Nhưng mà bây giờ đến nước này thì chị bảo bây giờ như bơm này ai dám bơm vào đồng đâu. Nó, nước nó thối bắc này, đen thui này, có sản xuất được gì nữa đâu. Được biết, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do sông Bắc Hưng Hải phải hứng nhiều nguồn nước thải chưa qua xử lý của một số khu công nghiệp thuộc địa phận thành phố Hà Nội như khu công nghiệp Gia Lâm, khu công nghiệp Sài Đồng đổ ra sông Cầu Bay rồi qua cống Xuân Thụy với khối lượng khoảng 7.100 mét khối một ngày đêm. Tại Hưng Yên, hệ thống sông Bắc Hưng Hải tiếp nhận nước thải sinh hoạt, công nghiệp và nước thải làng nghề qua sông Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, rồi nước thải công nghiệp, sinh hoạt qua cầu Lường trên địa bàn huyện Mỹ Hào, sông Điện Biên qua huyện Yên Mỹ. Đây cũng đang là những dòng sông chết có nguồn nước đen đặc với chỉ số ô nhiễm cao từ nhiều năm nay. Nhưng bản thân lãnh đạo các huyện nơi đây có dòng sông chảy qua cũng không biết xử lý ra sao. Ô nhiễm môi trường ở dòng sông Bắc Hưng Hải thì chúng tôi vẫn kiến nghị, nhân dân kiến nghị, rồi là ủy ban nhân huyện kiến nghị với cơ quan môi trường của tỉnh, là nhất là cái sở tài nguyên môi trường, thanh tra sở tài nguyên môi trường là yêu cầu các anh cũng phải vào cuộc. Vì sao là thực sự ra là trên địa bàn chúng tôi đến bây giờ các đồng chí đi thấy là dòng sông như là mực nước Cửu Long, rất là ô nhiễm. Mà nhất là trong tới đây ngày 20-21 của chúng tôi là xả nước đợt 1 để tập trung cho sản xuất vụ xuân. Thế mà đến bây giờ là nước rất ô nhiễm. Thế là cái này chúng tôi cũng có văn bản kiến nghị với Sở Tài nguyên Môi trường, với Ủy ban tỉnh để làm sao là phải ngăn chặn ngay cái đầu nguồn. Có thể thấy dòng sông thì ngày một ô nhiễm và người phải hứng chịu lại chính là những người dân vô tội. Hiện tại vẫn chưa có cơ quan tổ chức có thẩm quyền nào lên tiếng về hậu quả gây ra do quá trình ô nhiễm tại hệ thống thủy lợi này. Câu hỏi phải làm sao để giảm thiểu ô nhiễm, cải thiện chất lượng dòng nước? Và ai là người chịu trách nhiệm thì lại bị bỏ ngỏ, vì không biết là việc của riêng ai. Thiết nghĩ cần có sự phối hợp liên ngành để giải quyết triệt để tình trạng này và trả lại màu xanh cho dòng nước tại đây.